Rồi. Em Rồi đi. vào Đi thôi. em vào Ôi nhìn bi kìa. Quá đẹp. Vậy trái nhà mày sao chui vô nhà tao nè? Cái gì? Với má cho lô không? Lồn. Ê trái mày vô nhà tao mà. Đồ mẹ giỏi chửi tao phế mày vô quýnh thử coi. Đồ mẹ làm gì quýnh hay lắm. Ê làm gì mày? Hả? Đụng mẹ nát đi. Bớt giỡn nha mày. Trời mày quýnh tao tới quá rồi đó. Đụ má đầu tim vô rồi, đụ má tim tao rồi. Mình tao thì dưới chấp hai đéo có sụp bọt rồi. Mà đụ má không thọt à. Đụ má nghĩ sao mới 5 phút nó đập banh chỗ dưới rồi. Quýnh mẹ vậy đó. Nãy giờ mới giết được 5 mạng. Rừng ganh đụng má. Hay lắm. Trời ơi. Chó mới vô chó mà giết tao rồi nhá. Chắc củ nồi đó hả? Đi farm đi. Farm làm gì? Farm kiếm đồ lên hành. Đồ đụng má mày thấy đồ. Anh nào lấy trên nước của ba rồi. Đồ tao vô đây bắn nát rồi đó. Đây đây mày. Đi ngủ đi, đi ngủ đi. Cái thằng này. Ê. 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 Má sao chết lẹ vậy? Chơi đi. À, cái gì? Rồi tao nghi lễ bể căn nhà này nè. Không, tao biết nào bể căn nhà luôn nè. Thảo mẹ mày à. Ấy cho nó bể căn nhà luôn mới ra chứ. Ê chứ. Bò tao ra chạy gác trơn kìa. Để nhà lấy mấy con gà cái đã. Thằng kia em này nó chạy em vòng vô gipper gần nổ gần nhà luôn nè. Thiệt chứ nổ bên cái chuồng bò mẹ rồi bò nó ra ngoài hết trơn luôn kìa. Tao phải dắt bò vô mới được. Ôi ui giúp bơi đâu ra mà nhiều giúp bơi. Ôi giúp bơi nữa kìa. Mà giờ mình phải chạy túi lạng tù lô luôn rồi. Bình đi xong rồi. Ôi vô đây mẹ con. Ôi ôi đi em nè. Đi đây. Mẹ mẹ à. Xong. Ôi ở kia đây nè. Đi vô đây. Đi vô đây. Ê mày quýnh bố là một sai lầm rất lớn á Đăng. Phá nhà tao nè. Mày đứng im ở đây. Đồ má. Mày chạy hết thoát rồi Đăng. Đánh tao là một sai lầm rất lớn.
Trời ơi, tối hú vậy trời. Hai cục nữa. Xong. Copy. Gì? Ông biết. Mày giết tao sẽ làm mở đăng. Giờ tao chỉ biết đăng nó ở trong đây thôi. Đăng ơi. À kiếm đăng. Chết rồi. Hả? Gì? Ông đang nó nổi lúc ba đâu trời. Ơi đang mà thấy nhà mày đừng chạy vô nhà đang ơi, hipper. Chạy ngoài đi anh chị nha. Gặp shipper chạy đừng chịu nhà. Nó phanh nhà ấy. Giống muốn chó nhà tao à. Được chơi trong đây đừng khóa nha. Khóa là bị có lệnh giết chết ở bất cứ lúc nào ấy. Ủa đang làm gì chết hoài đang. Chắc giờ mình sẽ đi đào hiểm đất nha. Mình hiện tại đang quay quán nét rồi. Ui. Đi đào hiểm đất thôi. Bên nó nổi nhiều quá rồi. Đấy, chắc nghe đừng.
64 cục chắc cũng đủ rồi nè. Ui da nóng quá. Đấy. Gì? Hả? Làm đéo. Bỏ gì vậy Kim? Đây. Đấy. Đây nè. Ai ăn này ông Đăng? Em vòng dữ bố. Đéo. Không có, không có, không có TNT. Map này đâu dùng TNT được đâu. Không. Thôi. Đăng ơi, ở đây có gì vui không này Đăng? Cho mày cái coi này nè Đăng. Qua chỗ tôi, ở đây có cái này vui lắm nè. Đăng ơi. Mày đâu Đăng, tao có cái này vui lắm nè. Cái này là không vui không lấy tiền luôn á. Đăng ơi. Ở đây có gì vui lắm nè, đây có cái này vui lắm nè, đây 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 đây. Đừng bắn Kim, đừng bắn. Đi Đăng, đây ở đây có gì vô, đây này, ở đây có hầm bí mật cho mày nè. Vô đây. Ở đây có hầm bí mật cho mày nè. Đi theo tao à. À chú đây là Đăng, Đăng Đăng, chú đây nè. Ờ chó mày đang quân xì ke đi giết heo mình đang giết nó.
Mày ăn đi. Cho ăn nè. Chắc mình đi giặt những gỗ các bạn. Hết gỗ rồi. Ôi là hết nước luôn rồi. Để mình tìm lấy cái xô heo lên. Ờ, cái xô này cái gì? Bây giờ mình sẽ đi lấy nước nha, gánh nước về. Tao nói là không có tin tê, map này không sử dụng, không cho sử dụng tin tê. Đấy. Đâu rồi ta? Giờ mình chặt gỗ. Sắp tối nữa rồi. Có táo rồi. Ui, hoa nó kìa. Wow, hoa quá trời luôn. Mình sẽ đem gì hả? Trồng mới được. Wow, quá trời ơi. Ôi trời, cũng đã tối rồi các bạn. Mình sẽ bỏ táo chưa. Đấy. Có 20 ổn mì. Cắt cái mì gì.
ngủ đi. Trời ơi, phải đi ngủ. Mấy giờ ta? Ôi sắp nửa đêm rồi. Trời ơi, giờ mình phải đi ngủ thôi. Ngủ Đăng ơi. Ngủ đi Đăng. Cho mình ra ngoài giống sao các bạn. Cầu tới vui. Hay là làm gì vậy nhờ? Cướp được. Alo, cho em. Ui dạ. Ôi shit. Ôi xin lỗi nấp nha. Dì mi kìa. Thôi tao về tới ăn ăn cái đã tao bụng. Nấp VN đã vào chơi rồi. Xuống dưới tắm cái đó.